Quần Thư Kỵ Yếu 360, Sách Quý Trong Việc Tề Gia Kỵ Quốc. Tập 2. Người giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc. Giảng năm 2011 tại Malaysia. Kính chào các vị pháp sư, kính chào ông Hồ, ông Lâm, các vị trưởng bối, các vị đồng đạo. Chúng tôi vừa nói tới với mọi người, muốn học quân tử, học thánh hiền, trước tiên phải lập chí. Bất tri mệnh, du dĩ di quân tử, nghĩa là không biết sứ mệnh của mình thì không phải quân tử. Cho nên, thái độ quan trọng trước tiên khi học tập là phải lập chí. Ngài Tô Đông Pha, tức là Đại Nho thời Tống, đã nói một câu: những người lập đại nghiệp ngày xưa, từ cổ chí kim, người lập công, lập nghiệp, cũng đang luôn tổng kết kinh nghiệm lịch sử. Những người lập đại nghiệp ngày xưa, không những chỉ có tài xuất thế, không những chỉ có đức năng, năng lực rất tốt, không những chỉ có tài xuất thế, mà còn phải có những thứ gì khác: ý chí kiên nhẫn không lay động. Cuộc đời một con người, nếu muốn làm nên cống hiến gì, bắt buộc phải có ý chí không hề lay chuyển trước bất cứ thử thách nào gặp phải. Quý công ty phát triển đến ngày nay, thực ra những vị sáng lập như ông Lâm, ông Hồ, nhất định đã đi qua một quá trình gian khó. Những người khai khẩn ban đầu đều không dễ dàng gì. Người trong ngành thì coi môn đạo tức là cách thức, lề lối, con đường, bí quyết. Người ngoài ngành thì coi thị phi. Một người thực sự có thành tựu trong một đoàn thể, quý vị học được gì từ họ, tức là quý vị biết cách quan sát, biết cách học hỏi. Lập chí là thái độ quan trọng trước tiên khi học tập. Vậy chí hướng của chúng ta đã lập xong chưa? Thành tựu huệ mạng của mình, thành tựu gia tộc, thành tựu quốc gia xã hội, thậm chí lợi lạc cho thế giới. Chúng ta làm cho gia tộc mình tốt lên, làm sự nghiệp của mình, doanh nghiệp của mình tốt lên, tức là làm cho thế giới hiểu được giá trị của văn hóa Trung Hoa. Cả thế giới đều đến học tập, cả thế giới đều được an định. Cuộc đời mỗi một người có thể có rất nhiều giá trị, đều có thể phát sáng, phát nóng, tức là đầy nhiệt huyết. Đời người ngắn ngủi mấy chục xuân thu, không thể sống oan uổng, đúng không? Giả sử một người tới thế gian này rồi nói: tôi tới thế gian này để làm gì? Để ăn uống no say. Vậy hàng ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, có ý nghĩa gì không? Thế hệ sau của chúng ta bị dẫn dắt sai lầm. Quý vị hỏi một sinh viên ý nghĩa cuộc đời là gì? Mấy ngàn em sinh viên, hỏi họ sau khi tốt nghiệp đại học, việc quan trọng nhất họ muốn làm là gì? Hiếu thuận cha mẹ. Trong mấy ngàn người thì số người đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giáo dục. Một sinh viên ra đời cần giáo dục bao nhiêu năm? Hơn 10 năm. Ngay cả căn bản lớn nhất của việc làm người họ cũng không học được. Gia đình, trường học, nhà nước có lỗi với những người trẻ tuổi này. Cho nên, Khổng Tử nói, hiếu là căn bản của đức. Giáo dục nhất định phải bắt đầu từ hiếu. Nền giáo dục không bắt đầu từ hiếu là nền giáo dục mất gốc. Cho nên cảm thấy thời đại này không sanh ra được hiếu tử hiền tôn, không sanh ra được nhân tài trụ cột. Người trẻ tuổi bây giờ trong lòng họ rất bấp bênh, giao việc cho họ, họ có tận trung,
có giữ chữ tín hay không, quý vị không biết được. Cho nên bây giờ, làm lãnh đạo không hề dễ, phải chọn lựa nhân tài trụ cột. Tới đâu chọn? Nhìn vào gia giáo của họ. Cho nên nhân tài bắt đầu đào tạo từ khi nào? Từ nhỏ. Những thói quen tập hồi còn nhỏ sẽ trở nên tự nhiên như thiên tánh của con người, rất khó thay đổi. Mọi người có kinh nghiệm không? Muốn đào tạo một người, đầu tiên phải tới thăm gia đình họ. Phải làm như vậy. Quý vị tìm được một nhân tài quan trọng, sự ảnh hưởng của họ tới đoàn thể của quý vị là lớn nhất. Người Hoa chúng ta không làm vậy. Người Nhật Bản họ làm như vậy. Họ hiểu trung thần xuất thân từ hiếu tử. Thực sự chúng ta ở thời đại này bản thân là con cháu Diêm Hoàng, có trách nhiệm hoằng dương văn hóa, sau đó hướng cả thế giới về một phương hướng đúng đắn. Làm như vậy. Kế tiếp, học tập. Chúng ta lại vừa nhắc tới một thái độ quan trọng khác. Phải thể hội bằng tâm mình. Quý vị không thể ghi nhớ nó như một tri thức. Trong Đệ Tử Quy có nói, không thực hành, chỉ biết học, không thực chất, thành người gì? Bây giờ chúng ta chưa học tập kinh điển, còn cảm thấy mình không hiểu biết nhiều, sống chung với người khác vẫn còn rất khiêm tốn. Học Đệ Tử Quy rồi, học Liễu Phàm Tứ Huấn rồi, biết được không ít đạo lý. Gặp người ta thì lấy mấy đạo lý đó đi yêu cầu người khác. Học một câu kinh văn giống như một thanh bảo kiếm. Bây giờ học được bao nhiêu câu rồi? Chém, chém, chém. Quá lợi hại. Kiếm thuật cao siêu. Rất phiền phức. Sau khi tâm thái lệch lạc, càng học càng ngạo mạn, càng học càng khó ưa. Chỉ cần họ xuất hiện thì mấy người khác liền đứng dậy. Xin lỗi, tôi đi toilet. Cái người học Đệ Tử Quy kia lại tới rồi. Học vậy là sai. Không thực chất thành người gì? Học đúng là sao? Đi tới đâu, người ta cũng thấy như đang tắm gió xuân, dễ chịu như gió xuân vậy, ấm áp, cho mọi người ánh sáng, cho mọi người lòng tin. Thái độ học tập của chúng ta, lão tổ tiên có một câu nói là tiêu chuẩn quan trọng nhất của việc học tập truyền thống văn hóa, lúc nào cũng phải dùng tiêu chuẩn này kiểm tra lại thái độ của mình. Mọi người học qua môn toán. Môn toán có trục x, trục y. Nhìn cái phương vị đó, quý vị liền rõ, học truyền thống văn hóa có trục x không? Trục x không có giới hạn. Trong khắp thiên hạ, không có người nào mình không bao dung được. Cho nên trục x gọi là rộng rãi đối với người. Câu nói này xong rồi. Dùng tâm thể hội. Bây giờ, nghĩ một chút. Còn có ai mình không thể bao dung được? Có nghĩ ra không? Đều không có. Xin nhận của tiểu đệ một lạy. Quý vị quá sức độ lượng, trong lòng không có ai là không chứa được. Rất ghê gớm. Sau này truyền thống văn hóa của quý công ty sẽ đại phóng quang minh. Những người muốn học truyền thống văn hóa trên khắp thế giới đều đến tìm quý công ty. Mỗi một người đều độ lượng như vậy, đó là trục X. Trục Y kéo dài tới cùng, sâu nhất, gọi là nghiêm khắc đối với mình. Những thứ học được quan trọng nhất là phải đối trị những tập khí nghiêm trọng trong tâm mình. Cho nên một người học truyền thống văn hóa, học có tốt hay không thì phải coi họ buông bỏ, thay đổi được bao nhiêu tập tính. Đó là học vấn thực chất của họ. Giả sử học được 10 năm, không bớt ngạo mạn, không bớt tham lam, vậy 10 năm đó chỉ học được tri thức, không phải trí huệ. Chúng ta bình tĩnh nhìn lại thái độ này, nghiêm khắc đối với mình, tức là trục y, rộng rãi đối với người, tức là trục x.
chúng ta không cẩn thận là trục ít y điên đảo sẽ biến thành gì? Nghiêm khắc đối với người, rộng rãi đối với mình. Nói vậy là sao? Xin hỏi, trong một ngày, chúng ta khởi lên bao nhiêu suy nghĩ sai lầm, nói bao nhiêu câu sai lầm, làm bao nhiêu chuyện sai lầm? Một ngày không ít phải không? Xin hỏi, có ai buổi tối nằm nghỉ, hôm nay mình có những suy nghĩ sai lầm, quay mặt vô vách mà kiểm điểm, đứng đó phạt mình. Quý vị có thấy qua chưa? Tôi có nghe qua, chưa thấy qua. Nghe qua, hồi xưa thời Minh, có một người học trò tên Dương Chữ. Anh nằm mơ, thấy mình đi hái của người ta hai trái lê. Trong mơ thôi, đã phạt mình mấy ngày không ăn cơm. Nói là nằm mơ mà tôi còn lấy đồ người ta, nghĩa là cái tâm đạo nghĩa lúc ban ngày của tôi vẫn chưa đủ kiên định, vẫn còn ý nghĩ tự tư tự lợi, vẫn còn bất nghĩa lấy trộm đồ của người ta. Cho nên anh ấy phạt mình. Quý vị thấy người xưa dụng công tới mức độ như vậy, ngay cả nằm mơ cũng đang khảo thí, ngay cả nằm mơ cũng phải phản tỉnh. Còn chúng ta bây giờ, khi đang rất tỉnh táo vẫn cứ phạm sai lầm, còn chưa chắc thừa nhận, thậm chí không nhất định nhận ra được sai lầm của mình. Sử dụng công này, người xưa ngay cả ý niệm, ngay cả trong mơ cũng đều đang hạ công phu. Thái độ của chúng ta đúng đắn rồi, nghiêm khắc đối với mình, phải yêu cầu bản thân, rộng rãi đối với người. Người khác làm không được, chúng ta không chỉ trích họ. Ngược lại, phải làm sao? Tôi phải làm sao mới giúp họ được? Chỉ có một tâm lợi nhân, nhất định không chỉ trích người, như vậy là mới đúng. Nếu không, chỉ trích một cái ngạo mạn liền khởi lên. Rất có thể những người xung quanh quý vị, họ đều không tán đồng truyền thống văn hóa. Học truyền thống văn hóa đều trở nên ngạo mạn như vậy, tôi không dám học. Chúng ta trở thành chướng ngại cho rất nhiều người. Tôi nhớ, có lần có một vị trưởng bối tới nghe giảng, nghe xong một tiết, ông rất phấn khích, chạy tới. Sau đó, lấy một quyển ghi chép bài giảng, quyển đó ghi chép lại 40 tập. Ông nói, ông đã lật coi cả mười mấy lần, thật sự là coi tới cũ hết rồi. Quý vị thấy, ông có dụng công không? Rất dụng công. Nhưng tôi lật ra thì thấy, sau mỗi đoạn, ông đều có ghi chú. Đoạn này, con dâu phải coi, đoạn này con trai phải học, vợ phải học. Phần chú thích của cả quyển sách là người khác đều phải học. Ông học xong, tất cả mọi người đều phải học. Chỉ có một người không cần học. Tâm thái ông vậy là không đúng, càng học càng lệch lạc. Cho nên thái độ quan trọng, phương hướng đó. Nếu phương hướng quý vị sai, càng đi càng lạc lối. Trước hết, chỉ có mình là học trò, những người khác đều là thầy giáo. Những người khác đều đang cho chúng ta biết sự tu dưỡng của chúng ta còn thiếu sót chỗ nào. Ví dụ, quý vị nhìn thấy một người sắp nổi nóng. Anh ta là quý nhân của quý vị. Vì anh ta xuất hiện liền giúp quý vị biết mình có chỗ nào không đủ, đúng không? Đúng. Giống như tôi đã trao đổi với quý vị 1-2 tiếng đồng hồ rồi, cũng chưa chắc có thể lợi ích cho quý vị. Nhưng gặp người này, quý vị liền biết được vấn đề của mình. Họ là quý nhân của quý vị, đúng chưa? Mọi người đều gật đầu. Thật không đơn giản. Quý vị chấp nhận được, thấy tất cả mọi người đều là thiện tri thức của mình, đều là quý nhân của mình. Vậy quý vị sẽ không có bất kỳ thái độ đối lập gì với người khác. Tiếp đó, tiết trước chúng ta cũng đã nói, học phải dùng tâm cảm ngộ, không phải học tri thức. Chúng ta giảng một câu gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Cho nên bắt đầu từ hôm nay phải tin tưởng bản thân, tự lập tự cường. Trời giúp người tự giúp mình, trời cứu người tự cứu mình, trời bỏ người tự bỏ mình. Không phải chuyện may nhờ rủi chịu.
Cho nên tôi viết ra ở đây. Mọi người phải hiểu, tất cả mọi chuyện gặp gỡ trong cuộc đời, những người quý vị gặp, những chuyện quý vị gặp, không có gì là ngẫu nhiên. Ví dụ như mấy trăm người chúng ta cùng tụ họp lại ở đây, có phải là ngẫu nhiên không? Nếu như không biết tới sự quan trọng của định văn hóa tổ tiên, quý vị không thể bước vào lớp học này, đều là cảm ứng. Trời cứu, người tự cứu. Trời ở đây là gì? Là quy luật của đại tự nhiên. Mọi người coi trọng bản thân, họ sẽ cảm được sự giáo huấn trí huệ của tổ tiên, cảm được những quý nhân trong cuộc đời họ. Cho nên trời cứu. Thậm chí một người có cảm giác sứ mạng đối với gia tộc, đời này tôi phải làm tổ tiên rạng rỡ. Người như vậy họ tìm được một nửa cũng sẽ là hậu phương giỏi hiền, tức là hiền diệu đảm đang. Cái đó cũng là cảm ứng. Giả sử một người nam không muốn kế thừa gia đạo của tổ tiên, của cha mẹ, chỉ nghĩ cô gái này chỉ cần giống diễn viên điện ảnh đó là được, chỉ là phiền phức. Sự cảm ứng của họ, cả đời họ chắc chắn phiền phức. Tại sao? Họ trọng sắc, không trọng đức, gốc ngọn, điên đảo, suy nghĩ mọi chuyện rất cạn cợt, đúng không? Họ chỉ nghĩ tới chuyện gì? Nhìn thấy vui là được, vui không được bao lâu. Họ không biết những cô gái đẹp mua quần áo rất đắt, họ không ngờ tới. Họ không biết mấy cô gái đẹp mỗi ngày phải mất bao nhiêu thời gian trang điểm. Vì còn thời gian để đọc sách, để dạy con nữa không? Không còn. Chỉ mỗi việc chọn cái áo nào cũng tốn mất nửa tiếng đồng hồ. Cho nên họ không nghĩ tới những góc độ đó. Hơn nữa, các cô gái đẹp ngày nào cũng soi gương ngắm nghía bao lâu. Cộng hết mấy cái này lại, thì mấy cô đó còn có thời gian giúp chồng dạy con không? Không thể nào. Hơn nữa mọi người thử nghĩ coi, mấy cô gái đẹp, họ có để ý tới nhan sắc của mình không? Rất là để ý. Tâm hư dinh của họ đang lớn lên, mấy thứ đồ bảo dưỡng của họ tăng nhiều lên. Tôi sắp nói không nổi rồi. Quý vị tự mình nghĩ, nhắc tới đây thôi. Cho nên cuộc đời đều là cảm ứng. Trời giúp người tự giúp mình. Rất nhiều người cảm thấy ông trời đối với mình không công bằng. Họ cứ trách trời trách người. Ý nghĩ đó đang làm hao hụt phước báo cuộc đời họ. Thực ra ông trời rất là từ bi. Đối với mỗi người, thậm chí đối với một quốc gia, dân tộc đều rất từ bi. Nhưng người ta có chịu tiếp nhận không? Quý vị nói, dân tộc Trung Hoa chúng ta có trí huệ tổ tiên tốt như vậy. Nhưng hơn 100 năm nay, chúng ta không quý trọng. Không quý trọng, có phước báo không? Không có. Quý vị coi, bây giờ trong xã hội người Hoa, có bao nhiêu bi kịch đang diễn ra? Rõ ràng có một tổ tiên tốt như vậy, họ không biết quý trọng, thì cũng không giúp được gì. Cho nên tự giúp thì trời giúp, tự bỏ thì trời bỏ. Đó không phải ông trời không từ bi, mà do mình không biết trân quý. Có câu tục ngữ, không ai lôi A Đấu dậy nổi. Ai là A Đấu? Mấy người không biết quý trọng chính là A Đấu. Tổ tiên của họ có trí huệ đến đâu, họ cũng không cách nào tiếp nhận được. Ai có phước báo nhất? Chịu nghe theo lời tổ tiên, chịu nghe lời cha mẹ, nghe lời có trí huệ, có kinh nghiệm cuộc đời. Những người đó có phước báo nhất. Mọi người để ý mà coi, một thanh niên tuổi còn trẻ mà hết sức chững chạc, trưởng thành, biết nhìn xa trông rộng. Quý vị để ý, người đó nhất định là biết nghe lời cha mẹ, nghe lời trưởng bối, lãnh đạo. Họ mới có thể học được nhiều trí huệ và viên dung khi nhìn sự việc khi ở tuổi còn nhỏ như vậy. Đó không phải ngẫu nhiên. Cho nên nghe lời dạy dỗ là có phước. Người lãnh đạo nhất định phải khiêm tốn, tiếp thu lời khuyên dạy của tổ tiên, của người khác. Lúc nãy, vừa nhắc tới với mọi người, chúng ta phải dụng tâm lãnh hội đạo lý. Câu này đã lãnh hội được chưa?
những lời này đã lãnh hội được rồi. Bắt đầu từ hôm nay, quý vị tuyệt đối không trách trời, trách người. Hiểu ý rồi, quý vị sẽ không suy nghĩ, sẽ không đối với người khác bằng tư duy sai lầm nữa. Kế tiếp, nghe lời dạy dỗ là có phước. Tôi phải là một người có phước báo. Bắt đầu từ hôm nay, ai khuyên tôi, cho dù là nói sai, tôi cũng cảm ơn họ. Cảm ơn anh chịu nhắc nhở tôi. Khen thì sợ, chê thì vui. Trong Đệ Tử Quy nói, người đạo đức đến thân cận. Quý vị nghe người ta xưng tán thì lo lắng, sợ hãi. Đây không phải công lao của tôi, phải cảm ơn cha mẹ, cảm ơn sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nghe khen sợ, nghe chê vui. Họ nói ra vấn đề của quý vị. Cảm ơn anh là quý nhân trong đời tôi, cảm kích anh. Nghe chê vui, rất nhiều quý nhân dần dần xuất hiện, người đạo đức đến thân cận. Cho nên, việc có nhiều quý nhân là kết quả. Nguyên nhân là khiêm tốn thọ giáo. Đó là nguyên nhân căn bản mới có sự cảm ứng đó. Chúng ta vừa giảng mỗi một đạo lý đó, quý vị đều dụng tâm, thể hội, đều sẽ có thọ dụng lớn. Chúng ta vừa nhắc tới, nhân chi sơ tính bổn thiện. Trước tiên không nghi ngờ bản thân, đúng chưa? Kế tiếp, không nghi ngờ tất cả mọi người, tin tưởng tất cả mọi người. Mọi người thử nghĩ coi, một người lãnh đạo tin tưởng tất cả mọi người, hoặc nghi ngờ tất cả mọi người, cái phong khí trong đoàn thể của họ có giống nhau không? Hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, tâm thái của người lãnh đạo quyết định vận mệnh của đoàn thể này hết sức then chốt. Lãnh đạo rất độ lượng thì hiền tài đều tìm đến. Lãnh đạo có tâm đố kỵ rất nặng, người ta đều chạy hết. Cho nên bản thân là lãnh đạo, một đoàn thể phải có trách nhiệm. Tôi phải dẫn dắt đoàn thể này đi về đâu? Đi về hạnh phúc, đi về đạo đức, đi về sự viên mãn của cuộc đời. Quý vị có định vị như vậy thì tổ tiên sẽ âm thầm bảo hộ quý vị. Thực sự là tánh bổn thiện, không nghi ngờ bất cứ người nào. Chúng ta có duyên với bất cứ người nào trong đời này đều là vì giúp họ khôi phục minh đức. Chúng ta quý trọng cái duyên này. Nếu như vậy quý vị không những không nghi ngờ bất cứ ai, quý vị còn không gây đối lập xung đột với họ. Quý vị nói, nhưng hành động này của họ rất sai lầm. Lão tổ tiên đều biết tâm thái chúng ta, cho nên đã nói câu kế tiếp chờ chúng ta. Tính tương cận, tập tương diễn, nghĩa là bản tính gần nhau, thói quen xa nhau. Những tập khí sau này họ nhiễm vào, cẩu bất giáo, tính nải thiên, nghĩa là không dạy tốt, sẽ thay đổi. Câu này dạy chúng ta điều gì? Khoan dung. Cậu bất giáo, nghĩa là họ không nhận được sự giáo dục tốt. Họ rất đáng thương. Sao trách họ được? Bản thân họ là dân tộc Trung Hoa, bản thân là con người, nhưng lại đọa lạc như vậy, rất đáng thương. Chúng ta làm gì còn tức giận nói với họ, cái người này vừa nóng tính vừa ngạo mạn, tôi rất ghét anh ta. Việc gì phải khổ như vậy? Họ là người đáng thương, quý vị còn so đo với họ. Lấy trục ít ra, đúng chưa? Đúng, càng độ lượng càng có phước. Nghĩ được như vậy liền có thể bao dung họ. Khắp thiên hạ không có gì tôi không thể bao dung, không có ai tôi không thể tha thứ. Dụng tâm lãnh thọ. Tiếp đó, học cách lập hành. Học một câu, làm một câu. Khi nào bắt đầu làm? Khóa học này kết thúc xong, tôi sẽ làm, được không? Nghe xong mỗi một câu hiện tại, liền làm, rất ghê gớm. Có thể 5 ngày sau kết thúc, quý vị liền khai ngộ. Nhiều khi, người giảng chưa khai ngộ, người ở dưới đã khai ngộ rồi,
độ thọ dụng, tức là mức độ thọ ích bằng mức độ thu được lợi ích, lợi lạc tới mức độ ra sao, là do mình quyết định. Mỗi một câu quý vị đều hoàn toàn lãnh thọ rồi, cảnh giới cuộc đời quý vị sẽ đi lên. Cho nên vấn đề không nằm chỗ học nhiều, mà nằm chỗ sau khi lãnh thọ rồi, làm theo một cách triệt để. Trước tiên, chúng ta khởi tâm biết ơn, khởi tâm cung kính chân thành, đến cảm ơn lời dạy dỗ của tổ tiên, đến lãnh thọ lời giáo huấn của tổ tiên. Mọi người, tại sao ngày nay cùng nhau học tập văn hóa Trung Hoa? Như tiết này chúng ta học Quần Thư Trị Yếu 360, đó cũng là cảm ứng. Vì mọi người có cùng một tâm với thời đại Thánh Dương như Đường Thái Tông, nên có cảm ứng với bộ sách này. Đường Thái Tông, tôi tin là người Hoa, không có ai không biết ông ấy. Người Hoa chúng ta đến sinh sống, phát triển ở khắp các nơi trên thế giới. Những nơi đó có một con đường tên đường gì? Đường Đường Nhân. Cho nên đường, cái tên này đại diện cho người Hoa trên khắp thế giới. Nó là thời đại huy hoàng nhất, giống như Nhật Bản, Hàn Quốc bây giờ có đường Chu Tước. Đường Chu Tước là nơi thời Đường tiếp đãi lưu học sinh, cung cấp chỗ ăn, chỗ ở và những nhu cầu sinh hoạt khác cho lưu học sinh. Sau đó học tập, tất cả đồ dùng, kinh điển đều tặng miễn phí cho họ. Quý vị coi, dân tộc này hào phóng cỡ nào, lớn cho tới đại sứ của một quốc gia, quan ngoại giao tới, ông ấy muốn nói chuyện với Đường Thái Tông, bắt buộc phải thông qua 7 người phiên dịch, sau cùng mới dịch lại cho Đường Thái Tông. Đường Thái Tông nói tiếp một câu, lại phải thông qua 7 người đó, sau đó mới nói cho người kia nghe. Mọi người có thể tưởng tượng ra lúc đó sức ảnh hưởng của Đường Thái Tông tới cả thế giới. Cho nên rất nhiều nước trên thế giới gọi Đường Thái Tông là gì? Thiên Khả Hãn. Đó không phải ông tự phong, là người trên thế giới khâm phục dân tộc này. Thiên Khả Hãn nghĩa là người chủ chung trong thiên hạ, lãnh đạo anh minh nhất trong khắp thiên hạ, phong cho ông ấy danh vị đó. Đó gọi là có thực thì có danh. Mọi người thử nghĩ coi, Đường Thái Tông khi 16 tuổi đã thường sống trên lưng ngựa, cùng cha đi chinh chiến, sau cùng xây dựng nên triều Đường. Cha của ông là Lý Uyên, tức là Đường Cao Tổ. 16 tuổi đã đi đánh giặc, 27 tuổi lên làm hoàng đế. Đáng quý nhất là cái trí nhân dũng của Đường Thái Tông. Tại sao nói ông trí nhân dũng? Trí huệ của một người biểu hiện ở đâu? Con người ta quý ở chỗ tự biết. Người tự biết mình mới có trí huệ. Tự mình cũng không biết vấn đề nằm chỗ nào thì không cách gì sửa đổi được, không cách gì nâng cao được, không thể có trí huệ. Đường Thái Tông biết mình đọc sách quá ít. Có nhiều người sau khi làm hoàng đế rồi thì rất ngạo mạn, nhưng ông ấy vẫn còn phải đọc sách, điều đó rất đáng quý. Lão Tử để lại cho chúng ta một câu nói: kẻ biết người là kẻ trí, kẻ biết mình là kẻ minh. Mấy câu thành ngữ mà chúng ta thuận miệng nói ra có thể đều do thánh nhân dạy. Mọi người có từng nói qua kẻ biết mình là kẻ minh chưa? Xuất xứ từ đâu? Do Lão Tử dạy. Cho nên văn hóa Trung Hoa là viên ngọc quý của thế giới. Mọi người phải có trách nhiệm giới thiệu cho các quốc gia, dân tộc khác, đem lại lợi ích cho họ. Mọi người có phát hiện ra, trong kinh điển của chúng ta có nói, đều không dùng từ quốc, không dùng từ gia, mà dùng từ gì? Thiên hạ. Lão Tổ tiên biết tất cả mọi người có tốt hết thì chúng ta mới có thể an định, không thể ích kỷ,
trong đại học có nói, thời xưa kẻ nào muốn soi rọi minh đức của mình trong thiên hạ. Tiếp đó, chúng ta nhìn thấy rất nhiều câu kinh đều lấy thiên hạ làm tấm lòng. Bắt đầu từ trí nhân dũng của Đường Thái Tông. Trí nhân dũng trong Trung Dung gọi là tam đạt đức. Phải có ba đức hạnh này, thì trí huệ và học vấn của quý vị mới có thể thông đạt. Cái đầu tiên là trí. Trước tiên phải tự biết mình, sau đó nhận ra những chỗ thiếu sót của mình. Phải ra sức nâng cao, nhận ra những tập khí của mình. Phải ra sức sửa đổi những sai lầm trước đây. Một khi đã sửa đổi, phiền não nhẹ bớt, trí huệ tăng trưởng. Hoàng đế Thái Tông biết mình đọc sách quá ít, cho nên ra lệnh cho Ngụy Trưng và vài vị đại thần khác, đều là những người có học vấn cao nhất thời đó. Vào trước thời Đường, từ năm vị hoàng đế là Hoàng đế, Chuyên Húc Đế, Đế Khốc, Nghiêu Thuấn, cho tới đời Tấn, những kinh sử tử trong văn hóa mấy ngàn năm đó. Kinh tức là kinh điển, sử tức là lịch sử, tử tức là những nhà đại học vấn, là giáo huấn của Bách Gia Chu Tử. Những sách này có bao nhiêu? Hơn 1.400.000 bộ. Bây giờ mọi người phải dụng tâm mà nghe. Hơn 1.400.000 bộ sách có bày ra trước mặt quý vị không? Quý vị phải phối hợp một chút. Có bày ra trước mặt quý vị không? Không có. Quý vị phải tưởng tượng một chút. Con người phải như lúc lâm trận thì mới có cảm giác. Nếu không, khi coi phim thì quý vị là ai? Xin hỏi mọi người, khi xem phim thì quý vị là ai? Khi xem phim, quý vị có nghĩ mình là người đổ rác kia không? Quý vị nhất định là gì? Nhất định là diễn viên nam chính, diễn viên nữ chính. Đó là những người biết xem, những người biết học. Quý vị nghe mỗi một ví dụ, mỗi một câu chuyện đều đặt mình vào cảnh ngộ đó. Quý vị liền là nhân vật chính đó, liền lãnh hội được đức hạnh và dụng tâm của họ. Không thể vừa nghe Đường Thái Tông là Đường Thái Tông, tôi vẫn là tôi, vì vậy thì không khế hợp được. Muốn thần giao với người xưa, tinh thần người xưa siêu diệt thời gian không gian, chiếu vào tâm quý vị, quý vị liền có thu hoạch lớn. Hơn nữa, nếu tưởng tượng như vậy, quý vị càng quý trọng bộ sách này hơn. Tại sao? Không phải người thường có thể làm được. Không có đội ngũ này, không có Ngụy Trưng dẫn dắt những đại trí huệ đó, làm sao soạn được bộ sách này? Không có Đường Thái Tông thương dân như con, ông không muốn làm dân chúng lầm lỡ. Ông phải nhanh chóng nâng cao bản thân. Cho nên, hạ lệnh biên soạn bộ sách này. Do Thái Tông thương dân mới có bộ sách này. Các vị lãnh đạo, quý vị thương yêu gia đình mình, thương yêu đoàn thể mình, cho nên ngày nay quý vị mới tới đây học bộ sách này. So với tâm của Thái Tông thì ra sao? Vượt qua thời gian, không gian, giao hội với nhau. Bây giờ trong đầu quý vị có nhìn thấy Đường Thái Tông không? Người xưa mặc dù đã cách chúng ta rất xa, nhưng khí chất của họ, gương sáng của họ vẫn còn trước mặt chúng ta. Mỗi lần đọc lại sách xưa, tinh thần của những thánh nhân này cũng soi chiếu lên gương mặt của quý vị. Hơn 1.400.000 bộ, 8.900.000 quyển. Quý vị phải chọn ra sao? Sau cùng chọn được mấy quyển? 65 quyển, 50 tập. Lựa ra hết tất cả tinh hoa trong đó. Cho nên mọi người đọc quyển sách này, bộ quần thư trị yếu này, tương đương với trí huệ mấy ngàn năm đúc kết trong đó, quý vị đều có được. Chúng ta rất có phước báo. Bộ sách này từ sau thời Đường thì không thấy nữa. Truyền qua Nhật Bản, mất hơn 1.000 năm sau mới truyền trở lại.
khi vua Gia Khánh nhà Thanh đăng cơ, Nhật Bản đã tiến cống bộ sách này, nếu không chúng ta cũng không đọc được. Nhưng về sau, sau giữa đời Thanh, bộ sách này không được coi trọng. Sau cùng, vào cuối năm trước, bộ sách này truyền tới tay sư trưởng tôi. Ngài biết đây là bảo bối nên đã in một vạn bộ, chia ra tặng cho các nhân vật chính trị. Chia cho mọi người rồi, ngài mới an tâm. Bộ sách này mới không bị thất truyền. Một vạn bộ nhất định trên khắp thế giới đều có. Sự dùng tâm lương khổ của ngài, biết được đây mới là báu vật thực sự. Chúng ta thể hội được sự thương nhân của Thái Tông, sự tự biết mình của Thái Tông và cả dũng khí của Thái Tông, trí, nhân, dũng. Chỉ cần đại thần nói đúng về sai lầm của ông lập tức thừa nhận mình sai. Hoàng đế nhận mình sai có dễ không? Xin hỏi mọi người, 2 tuần nay quý vị có nói với người bên cạnh mình, xin lỗi tôi sai rồi, mời giơ tay. Tốt, bỏ xuống. Lúc nãy giơ tay được khoảng 10 người. Vậy số người không giơ tay thì có 2 trường hợp. Thứ nhất, họ là thánh nhân, đúng không? Trong 1-2 tuần đều không có bất kỳ sai lầm nào. Không phải thánh nhân thì là gì? Thứ hai, chúng ta sai rồi nhưng không cất sĩ diện đi được. Không mở miệng ra nói 2 chữ xin lỗi được. Cứ như nói 1 cái là mình bị mất mạng vậy. Nghĩa là sao không hiểu, nói ra 1 từ xin lỗi đó là cứ như mình sẽ mất mạng nên không chịu nói. Cho nên, có sai biết sửa thì thành hết sai, có sai mà che giấu thì càng thêm sai. 1 người sai rồi nhưng không chịu thừa nhận, tức là đã sai còn thêm sai. Không phải do tôi nói, đệ tử Quy nói. Tiếp theo, giả sử bạn bè, người thân biết quý vị là người học truyền thống văn hóa, vì là quý vị thêm 1 tội nữa. Tội gì? Phá hoại hình tượng văn hóa truyền thống. Mấy người coi cái người học truyền thống văn hóa kia sai mà còn không chịu nhận, cái kinh sách của anh ta chỉ dùng để lấy ra giảng cho người khác nghe. Tội chồng thêm tội. Các vị trưởng bối, bạn bè người thân có biết quý vị học văn hóa truyền thống không? Biết. Xin chúc mừng. Chúc mừng quý vị. Quý vị không còn đường lui nữa, chỉ còn cách dũng mãnh tiến về phía trước. Tiếp đó, nếu bạn bè người thân chưa biết, quý vị đừng lôi cây cờ ra la lối. Tôi học truyền thống văn hóa. Tất cả mọi người đều sẽ dùng tiêu chuẩn cao để coi quý vị, là do quý vị tự gây ra. Đừng trách người khác. Quý vị chỉ cần âm thầm khiêm nhường đi hành động, đi sửa sai là được. Làm gì mà phải khoa trương như vậy, còn công bố với thiên hạ, tôi bây giờ là học trò của thánh hiền, không cần thiết. Trọng thực chất, quý vị thực sự làm ra mới là điều quan trọng nhất. Thực sự đi làm. Trí, nhân, dũng. Cái dũng này tức là chịu thừa nhận sai lầm, chịu đi học 1 câu, rồi làm thiệt 1 câu. Thiệt sự đi làm mỗi câu mình học được. Có được những tâm thái tốt như vậy, chúng ta tiếp tục thâm nhập kinh văn. Quần thư 360 nhân duyên này, tại sao lại 360? Bởi vì 1 năm có 365 ngày, cho nên 360 câu tương đương mỗi ngày học 1 câu. Nhân duyên này tới từ việc lúc đó sư trưởng đến Malaysia chúng ta, gặp được thủ tướng nhiệm kỳ trước, ông Mahathir, còn có thủ tướng hiện tại, ông Najib, nói với họ về bộ sách Quần thư trị yếu này, mắt họ đều sáng lên. Bộ sách quý tốt như vậy, khi nào có bản dịch tiếng Anh? Quần thư trị yếu, 50 vạn chữ. Dịch thành tiếng Anh, công trình quá lớn. Sư trưởng muốn làm lợi lạc những quốc gia, dân tộc khác, ngài liền nghĩ tới việc chọn ra những phần tinh hoa giảng cho họ, mỗi ngày giảng 1 câu. Cho nên dặn dò học trò chúng tôi chọn ra 360 câu trước, sau đó phiên dịch thành tiếng Anh. Kết quả những lãnh đạo quốc gia này coi xong thì hết sức tán đồng. Thủ tướng Najib
khi khởi công xây dựng ở viện Hán học đã nói tới. Ông cảm thấy bộ sách này, những lời giáo huấn này có thể khiến cho tất cả những người làm quan biết nên làm hết bổn phận của họ ra sao. Điều hành chính sách quốc gia thế nào mới tốt? Đó đều là những thể hội của các vị thủ tướng sau khi coi xong. Thậm chí, họ nhìn thấy các thánh dương của chúng ta đã trị quốc như thế nào. Nghe những việc chưa từng được nghe, họ hết sức kinh ngạc. Anh trai của thủ tướng Ruth Australia, ông Ray, còn yêu thuấn trị thiên hạ như thế nào? Mục này ở trang 110. Mọi người có thể dở tới đó, câu 243. Nghiêu đế rất quan tâm tới người trong thiên hạ. Đặc biệt, đối với dân nghèo, ông càng xót thương. Đau lòng khi thấy dân bị trừng phạt, đó là điều không dễ thấy. Ông ấy đọc tới đoạn này thì rất kinh ngạc. Tại sao? Có một người dân chịu đói, tức là lỗi của ta. Nghiêu đế nhìn thấy một người dân bị đói, ngài liền phản tỉnh do mình không có đức mới gây nên hạn hán. Do mình mà lão bá tánh phải chịu đói. Có một người dân chịu lạnh, tức là lỗi của ta. Có một người dân không có quần áo mặc, chịu rét lạnh. Ngài nói, do ngài vô đức mới gây ra hậu quả như vậy, là lỗi của mình. Có một người dân phạm tội, tức là lỗi của ta. Có một người dân phạm tội, Nghiêu đế nói do mình không dạy dỗ họ cho tốt, là trách nhiệm của mình. Ông Gray đọc đến đây, ông cảm thấy những thứ về chính trị cả đời ông đọc được không hề giống với những lời giáo huấn này. Ông nói, tổ tiên của các bạn làm hoàng đế như vậy, làm thiên tử như vậy, hết sức cảm động. Cho nên, nhân chiêu nhi nghĩa lập, có một ông vua nhân đức như vậy, thì những người phía dưới đều rất có đạo nghĩa. Đức truyền nhi hóa quảng, đạo đức của ngài rất rộng lớn, khiến người ta cảm động, cho nên cảm hóa được người trong khắp thiên hạ. Cố bất thượng nhi dân khuyến, nghĩa là ngài không cần dùng nhiều tiền bạc để khuyên lão bá tánh hành thiện. Bất phạt nhi dân trị, nghĩa là ngài không cần trừng phạt lão bá tánh. Lão bá tánh đều lấy ngài làm gương, đều có tâm liêm sĩ. Tiên thứ nhi hậu giáo, thị nghiêu đạo giả, nghĩa là tha thứ trước, dạy dỗ sau, đó là đạo của nghiêu. Câu sau cùng rất quan trọng. Đoạn này mọi người không học thuộc cũng không sao, câu sau cùng phải học thuộc. Quý vị đem tấm lòng của Nghiêu đế dung nhập vào thái độ nhân sinh của mình, sau này quý vị cũng là minh quân một thời. Mọi người có muốn làm minh quân không? Muốn. Quân là người lãnh đạo, mỗi một người đều có thể làm. Quý vị nói, tôi là bà nội trợ trong nhà, có làm được không? Được. Cha mẹ là quân trong cái nhà này, đó không phải tôi nói, dịch kinh nói như vậy. Cho nên, quý vị muốn trách tôi cũng không được, đây đều do thánh nhân nói. Trong quẻ 64, có một quẻ gọi là quẻ người nhà, tức là giúp đỡ tất cả những người làm cha, làm mẹ, trị gia như thế nào. Gia nhân hữu nghiêm quân yên, nghĩa là trong nhà có một quân vương rất nghiêm, có một người lãnh đạo, một quân vương hết sức uy nghiêm. Ai? Phụ mẫu chi vị giả, cha mẹ là quân vương của con cái. Tinh thần của quân vương là gì? Tha thứ trước, dạy dỗ sau. Phải tha thứ trước, không được chỉ trích. Còn chưa dạy đã chỉ trích, gọi là hà khắc, khắc nghiệt, là bạo chính.
Mọi người bình tĩnh nghĩ lại coi. Bây giờ thanh thiếu niên có vấn đề nhiều không? Nhiều. Nhưng mọi người chú ý, khi cha mẹ nói về mấy đứa con thanh thiếu niên của mình, hết thảy đều nói những thiếu sót của con. Ngay cả một câu, tôi cũng không chen vô được, đành phải để cho họ nói cho hả dạ trước. Được rồi, nói xong rồi, tôi sẽ thỉnh giáo họ. Quý vị đã dạy cho chúng định lực chưa? Quý vị đã biểu diễn hiếu đạo cho chúng coi chưa? Họ chưa từng nghĩ qua những vấn đề này. Con cái đều chưa học, thì sao có thể yêu cầu chúng được? Cho nên, tha thứ rất là quan trọng. Hơn nữa mọi người bình tĩnh nghĩ lại. Mấy đứa nhỏ bây giờ lưu luyến khó rời mấy tiệm đồ chơi điện tử. Nó vui vẻ không? Sự tha thứ này phải biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Khi chúng ta mắng chửi những thanh thiếu niên này, quý vị có biết nỗi khổ của chúng không? Quý vị có biết nó thường xuyên thiếu vắng sự bầu bạn của cha mẹ? Nỗi khổ trong lòng nó sau cùng biến thành gì? Dùng mấy trò chơi điện tử để quên đi. Ai không hớn hở mỗi tuần cùng cha mẹ đi leo núi, đi dạo chơi non nước? Cả đời giữ mãi thiên tánh thân yêu cha mẹ như vậy, ai mà không muốn? Ai muốn mâu thuẫn với cha mẹ? Ai muốn cãi nhau với cha mẹ? Tôi tin là không ai muốn hết. Khi giảng tới đây, tôi hết sức cảm kích cha mình. Gia đình tôi thuộc hạng trung lưu. Cha mẹ đều là công chức, không kiếm được tiền gì nhiều. Cuộc sống yên ổn mà thôi. Nhưng mặc dù không có xe lớn, không ở nhà cao cửa rộng, nhưng tôi cảm thấy mình là người giàu có nhất thế giới. Vì tôi có được tình thương vô tư. Nhà tôi không có tiền mua xe xịn. Cha tôi mua chiếc xe đầu tiên người ta đã lái được 10 năm rồi. Cha tôi mua xe cũ, mua về, cái ghế phía sau bị lệch. Cho nên, ba chị em tôi đều ngồi như thế này. Do cái ghế bị lệch, nhưng rất thích. Cũng không hâm mộ người khác, vì chúng tôi cảm nhận được sự dụng tâm lương khổ của cha mình. Cha tôi đã dốc hết tất cả để thương yêu chúng tôi, bầu bạn chúng tôi trưởng thành. Cả nhà đi ra ngoài. Tôi nhớ ở Đài Nam, có một hồ tên Phấn Khởi. Lúc đó ở trên một con dốc, xe cũ quá, lái được một lúc thì nó tuột dốc, hết sức nguy hiểm. Sau cùng, cả nhà phải cùng nhau đẩy xe. Cả đời cũng không quên được, đúng không? Quý vị lái chiếc xe ben thì không có được kỷ niệm như vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy rất cảm ơn sự bầu bạn của cha mẹ. Quý vị nói, phải tốn bao nhiêu tiền? Không cần tiền gì nhiều. Sự dụng tâm của cha mẹ đã lưu lại trong tâm con cái. Nếu như có một không khí gia đình như vậy, thì có ai còn muốn ngày ngày chạy ra quán Internet? Cho nên, cha mẹ nên dùng tình cảm chân thực, tình thương chân thực, tự nhiên dẫn dắt con cái quay về ngôi nhà ấm cúng này là được. Tha thứ trước. Quý vị thể hội được nỗi khổ của chúng, thì sẽ không chỉ trích chúng nữa. Dạy dỗ sao? Tiếp theo là phải dạy dỗ chúng, dạy ra sao? Quý vị có thấy mỗi một chữ lão tổ tiên đều nói rất rõ, nếu không sẽ học sai. Dạy ra sao? Những thái độ này rất quan trọng. Có lần tôi ở Hải Khẩu gặp một chủ quản cao cấp của một công ty lớn. Họ muốn tôi trao đổi với họ về việc quản lý. Trước tiên, tôi thỉnh giáo những chủ quản cao cấp ở đó. Nói, hôm nay nói chuyện quản lý với mọi người. Xin hỏi mọi người khi nghĩ tới hai chữ quản lý, quý vị sẽ nghĩ tới quản lý ai? Họ liền trả lời, quản lý người,
quản lý cấp dưới, đúng không? Không đúng. Xin hỏi mọi người, quý vị có đọc qua sách quản lý chưa? Sao quý vị nhìn tôi ngây ngô như vậy? Vấn đề này không trả lời được. Quý vị học qua quản lý học chưa? Học quản lý thì phải học với ai? Học với Khổng Tử. Ngài là thầy giáo của đế vương trong lịch sử. Học quản lý tất nhiên phải học với Ngài. Bất kỳ một thời đại thịnh vượng nào cũng không tách rời được sự giáo huấn của Khổng Tử. Khổng Tử cho chúng ta biết làm chính trị như thế nào, quản lý như thế nào. Trong Luận Ngữ có nói chánh giả, nghĩa là người làm chính trị thì phải chân chính. Chính trị là gì? Đầu tiên, bản thân phải đoan chính, tự mình phải làm được, lấy thân làm mẫu. Tự xuất dĩ chánh, tức là tự mình làm gương đoan chính. Quý vị là một lãnh đạo, quý vị dẫn dắt cấp dưới đi hành thiện, đi thực hành đạo đức. Ai không bái phục mà làm theo? Thái độ này rất quan trọng. Giả sử một nhân viên lãnh đạo, những thứ họ học được là quản lý, tức là quản lý người khác. Cả đời họ cũng không làm tốt công việc lãnh đạo được, bởi họ làm đảo lộn gốc ngọn, không quay về căn bản. Cho nên quản lý trước tiên phải quản mình cho tốt. Tu thân trước, tề gia sau. Cha mẹ không có đức hạnh thì gia đình đó có quản tốt được không? Chuyện không thể nào. Impossible, đúng chưa? Dạo này tôi phải thường xuyên học tiếng Anh. Bây giờ ra ngoài rất nhiều khu vực đều nói tiếng Anh. Nếu không nói mấy câu, hình như có vẻ không thân thiện với họ. Lão Tổ Tiên nói những lời này đều nắm lấy cái căn bản. Thứ tự trước sau nắm rất chính xác. Quý vị phải thuận theo đường đó mà đi, không đi ngược đường. Thân mình chưa tu xong mà muốn tề gia là chuyện không thể ngược đường. Nhưng mọi người thử nghĩ coi, một người muốn tu thân phải bắt đầu từ đâu? Đại học. Nói với chúng ta, cách vật, cách trừ vật dục, cách trừ tập khí, hạ công phu từ đây. Cho nên, cái tu thân trong câu đầu tiên của chúng ta là gì? Giới tham. Phải biết điều phục tâm tham thì mới có thể tu thân. Lúc đó, khi nói những điều này với mấy chủ quản cao cấp đó, họ đều nói quản lý người khác. Tôi nói sự quản lý ở Trung Quốc nên quản tốt mình trước. Chính kỷ hóa nhân, nghĩa là mình đoan chính rồi mới giáo hóa người. Đây là lời giáo huấn trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo giáo. Mọi người suy ngẫm từ một góc độ khác. Một người cha, một người mẹ, một người lãnh đạo, tự mình còn làm không được là đi yêu cầu những người phía dưới. Những người phía dưới có phục không? Như vậy không được. Người đều có tâm này, tâm đều theo lý này, tâm lý ai cũng vậy. Hôm nay quý vị bảo con mình, con phải hiếu thuận với cha. Trong lòng nó nghĩ, cha không hiếu thuận với ông nội, còn nói con hiếu thuận với cha. Trong lòng nó không phục. Quý vị nói, làm lãnh đạo mọi người phải đúng giờ, không được tới trễ. Những người ở dưới nói, lần nào ông cũng tới trễ, còn bắt chúng tôi không được tới trễ. Làm người thì phải thương yêu vợ con mình. Người ở dưới nói, ông ở ngoài kiếm người khác, còn bảo chúng tôi phải thương yêu vợ mình. Cho nên quý vị coi chữ giáo, chữ cổ, chữ Trung Quốc có trí huệ cao siêu. Cho nên chữ viết không thể tự ý sửa đổi, không thể sửa thành chữ giản thể, phải khôi phục lại chữ chính thể. Chú ý,
chữ chính thể, chính thấm, không phải chữ phồn thể, nó không phiền chút nào. Phiền và phồn cùng âm. Nó có trí huệ cao siêu, sao phiền cho được? Đây không phải tôi nói, mà do ông Thẩm Mộ Vũ nói. Chúng tôi rất may mắn mới bái kiến được bậc tiền bối như vậy. Một người đại trí huệ vì sự truyền thừa cả nền văn hóa Trung Hoa. Ông nhìn rất xa. Khi chúng tôi nói chuyện, có người nói chữ phồn thể, ánh mắt ông sáng quắc, hơn 90 tuổi rồi. Nó phiền không? Nó không phiền chút nào. Chữ chính thể, cả đời cũng không quên được. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, mọi người gọi là chữ chính thể, nó không phiền chút nào. Trong chữ này, bên trái phía dưới là một đứa nhỏ, bên trên là hai cái đĩa, nghĩa là cái dao cái đĩa người Âu Châu dùng ăn cơm. Cái thứ nhất là cha mẹ, trưởng bối, thầy giáo, lãnh đạo phải làm trước. Cái thứ hai là con cái. Thuộc hạ bắt chước theo một cách rất tự nhiên, âm thầm ảnh hưởng. Cho nên bên trái của chữ này thể hiện điều gì? Trên làm, dưới theo. Con cái đang học theo. Quý vị có nhận ra không? Anh chị em trong một gia đình, cách nói chuyện đều giống nhau. Thậm chí âm lượng cũng giống nhau. Mẹ họ nói giọng rất lớn, mỗi một người đều đi bán rau được. Nói chuyện từ lầu 1 hét lên tới lầu 3, vô tình ảnh hưởng nhau. Thậm chí động tác cũng giống nhau. Đó đều là sự ảnh hưởng âm thầm. Cho nên, người hồi trước rất thông minh. Giả sử sanh được 5 người con, họ sẽ chú ý dạy đứa nào nhất? Dạy anh hai, chị hai. Mấy đứa em phía sau, anh hai xoa đầu một cái, mấy đứa khác cũng xoa đầu. Anh hai ngồi xuống, mấy đứa khác cũng ngồi xuống. Cho nên, người hồi trước rất lợi hại. Dạy đứa lớn cho tốt là tiết kiệm được công sức. Cho nên, trên làm dưới theo. Thân giáo lấy thân làm mẫu. Bên phải là cái tay cầm cái roi, kề tai dạy dỗ. Quý vị có dạy con hay dạy người nào như vậy chưa? Dạy một lần là biết. Có người nào như vậy không? Có. Quý vị phải cho tôi biết. Họ là nhan hồi chuyện thế, không sai lần hai. Đó là những vị tái lai muốn phục hưng văn hóa. Quý vị làm ơn phải nhắn cho tôi. Nhất định phải cho tôi biết. Chúng tôi giảng truyền thống văn hóa giống như bắt vịt lên giá. Nghĩa là không có trâu bắt chó đi cày. Những người này mới thực sự là thánh hiền tái lai. Cho nên, thông thường đều phải không ngừng kiên nhẫn chỉ dạy, kề tai dạy dỗ cho chúng ta biết giáo dục nhất định cần có điều gì? Kiên nhẫn. Nhưng chúng ta chú ý, người không có kiên nhẫn, nói mấy câu liền nổi nóng. Kết quả, một khi nổi nóng, thì quý vị nói gì, con cái cũng không biết, cấp dưới cũng không nhớ. Chỉ nhớ cái gì? Cha mình dữ quá, lãnh đạo của mình nóng tính quá. Quý vị nói nhiều thứ hay ho như vậy, họ không chịu nhớ. Tính tình con người vốn là như vậy. Sau cùng, khiến quý vị tức chết. Tôi nói nhiều như vậy, họ cũng không chịu để ý. Chỉ nhớ mỗi việc tôi nóng tính, cho nên không nóng tính thì mới có lý trí để dạy người khác. Phải nhẫn nại. Đời này tôi chưa hề thấy mẹ tôi nổi nóng. Người phụ nữ có đức hạnh thì ảnh hưởng rất lớn. Mẹ tôi chỉ đánh tôi một lần. Lần nào? Do tôi ham chơi, đi bắt ếch tới nỗi đã 1 giờ hơn, quên mất thời gian. Cả nhà đi kiếm tôi từ 11 giờ hơn,
kiếm 2 tiếng đồng hồ, cả nhà đều choáng váng, kiếm không ra. Tôi là con trai duy nhất trong nhà, lại là cháu đích tôn, lại là chắc đích tôn, tức là cháu ông, chắc ông cố. Ông nội tôi cũng là con trưởng, cho nên hồi nhỏ, khi đi tảo mộ, tôi đã từng đứng trước mộ của bà cố mình, quỳ xuống, lạy xong, ngước lên, nhìn mới giật mình. Tại sao? Tên tôi ở chỗ đầu tiên, cho nên người xưa rất coi trọng gia tộc. Trên bia mộ cũng khắc tên của mình phải có trách nhiệm. Tất cả các em họ đều gọi tôi là anh, mặc dù hơi già, nhưng tôi vẫn có chút khí phách của anh hai, vì là cháu đích tôn, tức là con trai của con trưởng. Lại có nhiều em họ, nên phải có trách nhiệm. Lần đó, đi quà lớn, mẹ tôi chưa từng đánh tôi. Kết quả khi tôi đi tới hẻm về nhà, thấy cả nhà đều đứng đó, có chuyện lớn rồi. Sau đó ông nội tôi nói, con không đánh hả? Nói với mẹ tôi, con không đánh, cha đánh. Mẹ tôi hết cách, mẹ tôi không đánh tôi, ông nội tôi cũng không bỏ qua. Sau đó từ hẻm nhà kéo tôi về nhà. Mọi người chú ý, quý vị đi kiếm con 2 tiếng đồng hồ, đột nhiên nó xuất hiện, quý vị sẽ làm gì? Một người mẹ ở nhà hàng xóm tôi đã làm gì? Lập tức lấy cây chổi lên, bóp bóp bóp, đánh hư luôn cây chổi. Lấy thêm cây nữa lại đây, bóp bóp. Hồi nhỏ tôi đã thấy qua mấy chuyện này, nhận ra những người bị đánh như vậy khoảng 12-13 tuổi, đánh chai hết. Nếu đánh nữa thì nét mặt của chúng rất lạnh lùng. Đánh đi, đánh xong thì bắt đi luôn. Nghĩa là giao cho người ta bắt đi luôn. Không thể đánh như vậy. Quý vị đánh mất hết tự trọng của chúng. Chúng sẽ nghĩ trước mặt người khác mình bị mất mặt như vậy, rồi thì mình cứ hư hỏng cũng là chuyện tất nhiên. Cho nên, lúc nào cũng phải giữ tự trọng cho chúng. Cha mẹ và con cái đồng tâm với nhau. Mỗi lần quý vị dụng tâm, thì con cái đều cảm nhận được. Phải giao tâm với con cái. Nếu không cứ nổi nóng, tức là không biết suy nghĩ cho chúng. Mẹ tôi không đánh tôi ngay tại trận, mà kéo tôi về nhà, đóng cửa lại. Sao nữa? Vẫn chưa. Tại sao? Ông bà nội và mấy chị đều ở đó, người trong nhà đều ở đó. Đánh như vậy tôi rất mất mặt, đúng không? Đánh xong thì bị chị tôi kêu lêu lêu xấu hổ, rất mất mặt. Cho nên cũng không đánh tôi dưới nhà, dắt lên phòng tôi. Đó đều là kiên nhẫn, kéo tôi vô phòng. Mẹ tôi thấy lần này rất nghiêm trọng, không đánh thì tôi không nhớ. Đưa tay ra, mẹ tôi là giáo viên tiểu học, nhưng trước giờ chưa từng đánh tôi. Chỉ đánh 2 cái. Cái thứ nhất đánh xuống. Thật ra mà nói, tôi không thấy đau chút nào. Tại sao? Vì tôi thấy mẹ mình đang đau lòng, cho nên khi bị đánh thì thấy sao? Đánh con, đau lòng mẹ. Tôi không đau chút nào, chỉ thấy mẹ tôi rất đau lòng. Kết quả, đánh cái thứ hai, mẹ tôi liền quay đầu bỏ đi. Tôi không thấy mặt bà, nhưng tôi biết rất rõ tại sao mà quay đi. Vì bà không muốn tôi thấy bà chảy nước mắt, cho nên mới quay đi. Đánh 2 cái, nhưng tôi nhớ suốt đời. Đánh con, nhưng đau lòng mẹ. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ làm những chuyện khiến mẹ tôi đau lòng nữa. Thân bị thương, cha mẹ lo. Đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Cho nên người mẹ giữ gìn sự tôn nghiêm cho quý vị, kiên nhẫn với quý vị, sẽ in sâu trong tâm trí quý vị. 2 tinh thần trong chữ giáo vô cùng đáng quý.
Cho nên, khi làm những công việc của quân thân sư, chúng ta phải phản tỉnh ra sao? Con cái không chịu thọ giáo, cấp dưới không chấp nhận sự lãnh đạo của chúng ta. Trước hết, cứ nghĩ tới chữ này là được. Bây giờ tôi yêu cầu họ có đức hạnh. Tôi đã làm được chưa? Bản thân còn chưa làm được lại đi yêu cầu họ, người ta chưa chắc chịu nghe. Chính giả, chính giả, mình phải hạ công phu lấy thân làm mẫu trước. Chúng ta sẽ không để tinh thần vào việc chỉ trích và nổi nóng. Chúng ta đều rất lý trí, lập tức phản tỉnh, thân giáo của mình vẫn chưa đủ. Và sự thân giáo của quý vị đã chín mùi, tiếp đó thì sao? Kiên nhẫn. Mặc dù làm được rồi, nhưng con cái không phải có thể lãnh ngộ mà làm theo được ngay lập tức. Chúng phải có một quá trình học tập. Các nhà khoa học nói, một người muốn ghi nhớ một việc thì phải nhớ mấy lần? 21 lần. Mọi người đã nghe qua con số này chưa? Mấy lần? 21 lần. Hôm nay đối mặt với học trò, đối mặt với cấp dưới, đối mặt với con cái, quý vị nói với họ, họ lại quên mất. Khi quý vị sắp đổi nắm, xin hãy nhắc nhở mình, đã đủ 21 lần chưa? Nghĩ được như vậy, mới 2 lần, mới 3 lần, vẫn chưa đủ 21 lần. Đột nhiên, một hôm quý vị nói, thiệt sự đã 21 lần rồi. Vậy tôi nói cho quý vị biết, 21 lần là biết, là nhớ rồi. Biết rồi còn phải ngộ ra rồi còn phải làm cho được, làm được rồi mới xong, đúng chưa? Cho nên 21 lần chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Biết rồi, nhớ rồi, còn cần rất nhiều cơ hội. Những cơ hội dạy dỗ đó cứ nhắc nhở họ, trí nhớ họ càng ngày càng sâu sắc, sau cùng có thể giữ được như vậy, họ sẽ ngộ ra, sẽ làm được. Cho nên, mọi người nghĩ một chút, có cần kiên nhẫn không? Rất cần. Thực sự có tâm thái như vậy, thì sự chân thành của con người sẽ thể hiện ra. Ông ấy rất kiên nhẫn giúp đỡ những người bên dưới, hết sức chí thành, thì đá vàng cũng hé mở. Không giúp được những người cấp dưới, lúc nào cũng nóng nảy, lúc nào cũng chỉ trích bực bội, thì sự tình càng ngày càng tệ hại. Chúng ta cùng xem câu này. Mở đầu nhắc tới việc tu thân. Mục lớn thứ nhất, quân đạo. Làm lãnh đạo người khác phải tuân thủ những đạo đức, những đạo thường tình như thế nào? Trong cả giới thương nghiệp của dân tộc Trung Hoa, xuất hiện rất nhiều thương đoàn. Sơn Tây gọi là Tấn Thương, An Quy gọi là Huy Thương. Bây giờ Triết Giang gọi là Triết Thương. Người Hoa ở Malaysia gọi là Mã Thương, đúng không? Tại sao họ có thể để lại những danh xưng như vậy? Còn những khu vực khác thì không có. Vì họ đã thực sự làm theo quân đạo, nhận được sự thừa nhận của dân tộc cả xã hội. Quân đạo là những gì? Thương đạo là những gì? Trước tiên, cái thứ nhất, trong tu thân có mấy mục lớn. Ở phần mục lục, mọi người lật tới mục lục ở trang trước. Trong quân đạo có 7 mục, bao gồm tu thân, đôn thân, nghĩa là làm gia đình hòa hợp, phản thân, tức là tự yêu cầu bản thân, tôn hiền, nghĩa là tôn trọng người hiền, nạp gián, nghĩa là tiếp thu lời khuyên can, đổ sàm tà, nghĩa là ngăn chặn điều gian tà, thẩm đoán. Mục thứ nhất, tu thân vi bản. Cái này là căn bản. Trong mục lớn này lại liệt kê ra 5 điều: giới tham, cần kiệm,
trừng phẫn, tức là kiềm chế phẫn nộ, hướng thiện sửa sai. Bây giờ chúng ta lật tới mục lục. Xin hỏi mọi người, những điều khi nãy giảng qua có tương ứng với năm mục này không? Thứ nhất, giới tham. Quý vị không thể theo đuổi vật chất, bị vật chất nô lệ, tức là giới tham. Thứ hai, cần kiệm, phải cần lao. Chúng ta có phải đã giao hẹn rồi không? Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày học tập bao lâu? Sáng 8:30. Tôi vẫn chưa móc ngoéo với quý vị. Tốt nhất là 24 tiếng đều trong trạng thái học tập. Ngay cả nằm mơ, cũng mơ thấy Khổng Tử tới xoa đầu quý vị. Người trẻ tuổi có thể dạy được, có mơ thấy được không? Chí Thành nhất định sẽ cảm ứng. Thời Tống hồi xưa, có một vị trưởng bối hết sức quý trọng lời giáo huấn của thánh nhân. Mỗi khi sách bị hư rách, quăng dưới đất, ông vội đem những giấy đó về nhà, dùng nước thơm rửa lại, cung kính đem chúng đốt đi. Ông không muốn nhìn thấy kinh điển bị dẫm đạp. Quý trọng lời giáo huấn của thánh nhân như vậy. Một buổi tối nọ, ông nằm mơ thấy Khổng Tử tới xoa lưng ông rồi nói: ông rất tôn trọng lời giáo huấn của thánh nhân. Ông cụ rất cảm động. Ông tuổi đã cao. Tôi cử Tăng Tử tới làm con trai ông. Cho nên, ông sanh được người con trai đặt tên là gì? Tên Dương Tăng. Danh tướng đời Tống. Tăng Tử tái lai. Có cảm ứng không? Có. Mọi người nghiêm chỉnh học, quần thư trị yếu, thì đường Thái Tông sẽ tới xoa lưng quý vị. Tinh thần của ta, người có thể làm được, âm thầm gia hộ cho quý vị. Hoặc ông ấy phái một hiền thần nào đó tới làm con cháu của quý vị, đều có cảm ứng. Cho nên mọi người học cho nghiêm túc, sẽ cảm ứng. Quý vị đào tạo ra nhiều thánh hiền nhân một chút. Phục hưng văn hóa thật sự cần rất nhiều hiếu tử hiền tôn tới kế thừa. Phấn đấu học tập, tuyệt đối không giải đãi, không tiến ác lùi, không thể giải đãi. Mỗi ngày đều phải dụng công đọc kinh, sau đó làm theo. Tiếp theo là trừng phẫn. Cái này khi trao đổi chúng ta đã nói tới rất nhiều. Có sự kiên nhẫn đó không? Tức là không được nổi nóng. Nếu không thì không dạy cấp dưới được, không dạy con cái được. Hướng thiện sửa sai. Chúng ta vừa giảng nghe lời khuyên can là có phước. Nghe được một đạo lý hay lập tức làm theo, đó là hướng thiện sửa sai. Cho nên thánh nhân dạy chúng ta không tham, không sân, không si. Người không ngu si thể hiện chỗ nào? Nghe điều thiện liền hoan hỷ làm theo, biết sai liền đi sửa. Người như vậy thì không ngu si. Chúng ta coi tới câu thứ nhất. Câu kinh này nói, hình như năm ngoái chúng ta đang dạy một vài câu kinh. Trước đó có giảng tới một vài câu. Lần này chúng ta không giảng kỹ nữa, được không? Vì quần thư trị yếu 360 có 6 mục lớn. Hy vọng những trọng điểm trong các mục này chúng ta đều có thể cùng học được. Trước tiên là câu kinh thứ nhất nói, tự thành khương dĩ lai, kỷ thả thiên tuế. Trong Hán thư đã viết như vậy. Từ thời Hán tới thời đại thành khương đã gần 1000 năm. Dục vi trị giả thậm chúng. Có rất nhiều quốc quân, nhà lãnh đạo
muốn thống trị đất nước. Nhiên nhi thái bình, bất phục hưng giả, hà giả. Họ đều có tâm tốt, muốn cai trị đất nước tốt đẹp. Tại sao sau cùng vẫn không cách nào hưng thịnh được, thậm chí quốc gia còn suy vong? Dĩ kỳ xả pháp độ, nhi nhiệm tư ý, sa sĩ hành nhi nhân nghĩa phế giả. Mặc dù họ có lý tưởng tốt này, nhưng họ không hạ công phu trong những tham niệm, những tập khí của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta, muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì phải bắt đầu từ đâu? Tu thân, cách vật, cách trừ vật dục, cách trừ tham dục. Cho nên ở đây nói, vì xả pháp độ, không làm theo luân lý đạo đức, nhi nhiệm tư ý, nghĩa là lúc nào cũng tự tư tự lợi. Có lý tưởng tốt, sau cùng chỉ nghĩ về mình, sau đó lại tiêu xài tiền bạc xương máu của nhân dân. Tiếp đó nói, sa sĩ hành nhi nhân nghĩa phế giả. Sa sĩ phóng túng, không giữ tâm nhân nghĩa, sau cùng lão bá tánh sống không nổi, sau đó bị lật đổ. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lão bá tánh sống không nổi thì đất nước của họ cũng diệt vong. Cho nên, tất cả những người cai trị đất nước, sự nghiệp đều nên quay trở lại với thiên chức của họ. Thiên chức của người lãnh đạo là thương yêu người bên dưới, phục vụ tốt người bên dưới, như vậy là làm tròn bổn phận. Nhưng bây giờ, chúng ta bình tĩnh nhìn lại, điểm trọng yếu trong câu nói này là nhân nghĩa, là có thể cai trị đất nước tốt đẹp. Nhiệm tư ý, tự tư tự lợi thì đất nước này sẽ diệt vong. Thực ra, điểm căn bản này đã giải thích căn nguyên thiên hạ thái bình hay loạn lạc. Tức là bây giờ, người làm lãnh đạo hoặc là tất cả mọi người đều mắc sai lầm căn bản từ việc tiếp thu giáo dục. Căn bản đều lấy mình làm trung tâm, tức đều tự tư tự lợi. Ngày nay, còn có những việc khoa trương gì? Trường mẫu giáo đã dạy cạnh tranh. Bây giờ rất nhiều trường mẫu giáo dạy con nít cạnh tranh. Sau đó, dưới chủ nghĩa thăng học, nghĩa là thi vào trường tốt mới có tương lai tốt, thì càng đáng sợ. Không thấy cái tốt của người khác, tâm đố kỵ rất mạnh. Có một cậu bé lớp 4 về nhà thì nói với mẹ, mẹ, cái con nhỏ học toán giỏi nhất lớp con, ông nội nó chết, thiệt là tốt quá, nó không đi thi, lần này con thắng đó được rồi. Cạnh tranh tới sau cùng, con người không còn biết cảm thông nữa. Ông nội của bạn nó mất, nó còn thấy tốt quá, lần này nó thắng được bạn, bạn không đi thi được, hết biết. Giả sử đứa nhỏ đó là con của quý vị, sau này sẽ ra sao? Tốt quá, bố mình chết rồi, tiền đều là của mình. Rắc rối to. Đó là một con đường cùng. Quý vị coi, lúc nào cũng tự tư tự lợi, phóng túng, xa xỉ, không biết nhân nghĩa. Xin hỏi thế hệ sau của chúng ta, có xa xỉ không? Điện thoại bao lâu đổi một lần? iPad, chú ý, cần kiệm chăm coi nhà cửa thì xa xỉ không thể tăng thêm. Lấy mình làm trung tâm, tự tư, tự lợi. Sau đó, không thấy cái tốt của người khác, cạnh tranh, cao hơn, đấu với người ta, cao hơn nữa, chiến tranh. Tôi viết tới chỗ không viết nổi nữa. Bảo chúng ta đừng có phát triển thêm nữa, lên cao nữa thì tới ngày tận thế mất. Đường đó đi không được, đường cùng ngõ cụt. Mọi người chú ý coi. Bây giờ cạnh tranh, đấu tranh không phải trong đoàn thể, mà tranh ở đâu? Cha con tranh nhau, cha con cáo nhau. Tại sao?
vì phần tử khủng bố đều đào tạo thành con mình. Có khả năng đó không? Con cái là phần tử khủng bố, ghê gớm hết sức. Lúc nào cũng tự tư tự lợi, mưu đồ tư dục cho mình. Cho nên con đường này không đi được. 5.000 năm nay, chưa loạn tới trong nhà. Cùng lắm là trong triều đình có hỗn loạn khi tranh giành quyền lực, chưa loạn tới trong nhà. Nhưng thời đại này, chúng ta loạn vô tận trong nhà rồi. Vợ chồng ly dị rất nhiều. Những điều này sai từ căn bản giáo dục, sai trong một niệm. Cho nên, chuyển niệm, chuyển giá trị quan, từ bản thân mình chuyển thành gì? Nghĩ cho người khác, nhân ái, yêu thương, giúp đỡ nhau. Khi chúng ta còn nhỏ, hàng xóm đi chợ nhất định sẽ hỏi trong nhà: mọi người có mua thức ăn gì không? Tôi mua giúp luôn cho. Mẹ lấy tiền ra đưa cho dì. Dì nói: khách sáo quá, về đưa sau là được. Khách sáo vậy làm gì? Đều không phải chia tôi người. Nhà nào có đám cưới, làm bánh trôi thì cả xóm đều tới làm phụ, có không? Sao quý vị không có phản ứng? Tôi nhớ hồi nhỏ tôi còn đi làm phụ dâu nữa. Mọi người cũng nhận ra, hồi nhỏ tôi cũng khá dễ thương, đi làm phụ dâu. Không dễ thương, không làm phụ dâu được. Cho nên, quý vị coi, cả một gia đình không phân chia người này người kia, yêu thương, giúp đỡ nhau. Cho nên văn hóa của chúng ta thật ra cách chúng ta không xa. Chúng ta sẽ tìm lại nó một cách nhanh chóng, phục hưng trở lại. Cho nên phải hành nhân nghĩa, không thể tự tư, tự lợi, không thể xa xỉ. Được rồi. Tiết này trao đổi với mọi người tới đây. Cảm ơn mọi người. Mọi người ăn cơm vui vẻ.